Xin thưa cô Lan và quý vị đại biểu cùng các anh chị đồng nghiệp, thì trong cái phần trình bày của chúng tôi thì bắt đầu bằng cái ngưng thở khi ngủ trong hai cái bệnh mà hôm qua hôm nay thì chúng ta đã nghe được nhiều cái báo cáo rất là hay của cô Lan rồi của các thầy cô trong lĩnh vực hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì như vậy một cái vấn đề mới là trong cái kiểm soát hen hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta đã phải kiểm soát các bệnh đồng mắt, thì một trong những cái bệnh đồng mắt đó là cái hội chứng ngưng thở khi ngủ. Thì cái phần trình bày của chúng tôi sẽ giới thiệu khái quát và như cái hội chứng ngưng thở khi ngủ trong hen và trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó có những cái đặc điểm gì và cái hướng điều trị như thế nào. Thì đây là cái nội dung trình bày. Thứ nhất về cái hội chứng ngưng thở khi ngủ, ở đây thì các thầy cô và các anh chị chúng ta cũng biết là cái tần suất nó là tương đối cao. Nếu mà chúng ta so với các bệnh nội khoa khác, nó chỉ thua bệnh tăng huyết áp. Tuy nhiên có những cái nghiên cứu có thể là do cái việc mà chọn cỡ mẫu hoặc là cái việc mà đánh giá nó có chưa chuẩn lắm, thì có những cái nghiên cứu ví dụ đặc biệt là ở bên Tàu có những cái nghiên cứu ta nói tần suất ngưng thở khi ngủ ở người trưởng thành là từ 40 đến 80% ở người trưởng thành và đặc biệt là nó tăng theo tuổi. Tuy nhiên những cái thông báo gần đây đã được đăng trên các tạp chí có uy tín thì chúng ta thấy tần suất khoảng chừng 14% ở nam giới và ở nữ giới thì nó thấp hơn. Và như vậy đối với người trưởng thành thì cái tiêu chuẩn vàng hiện nay chúng ta là cái chỉ số ngưng thở giảm thở nó phải trên 5 lần ở người lớn. Và đặc biệt có một số bệnh nhân thì chúng ta thấy có cái tần suất ngưng thở khi ngủ rất là cao. Như là ví dụ như tăng huyết áp kháng trị gần tới 6-70%, tiểu đường type 2. Và cái thứ ba nữa một số cái bệnh lý tim mạch, suy mạch vành có thể là từ 50-60%. Và chính vì vậy trong thực hành lâm sàng thì chúng tôi khi những bệnh nhân mà có cái nguy cơ cao ngưng thở khi ngủ, ví dụ tăng huyết áp, là chúng tôi đề xuất đo thường quy, rồi bệnh nhân có những cái ví dụ tiểu đường, đặc biệt là tiểu đường type 2, thì đó là trong cái thực hành lâm sàng mà chúng tôi ứng dụng hiện nay. Và ngoài ra, chúng ta thấy có một số cái trường hợp mà bệnh nhân có cái đột quỵ thì tần suất ngưng thở khi ngủ cũng rất là cao, thì chưa biết cái mối liên hệ nhân quả như thế nào, thì người ta chỉ ghi nhận như vậy. Và thật sự trong sinh bệnh học thì cái ngưng thở khi ngủ cũng là cái yếu tố nguy cơ của cái đột quỵ. Về dịch tễ học của cái ngưng thở khi ngủ ở trẻ em thì nó phức tạp hơn, thì thật sự cái đo đa ký hô hấp hay giấc ngủ ở trẻ em nó rất là phiền phức vì trẻ đôi khi là không có hợp tác. Thì tuy nhiên có những cái nghiên cứu đã được đăng trên ví dụ như cách đây hơn 10 năm thì người ta thấy là cái tần suất của ngưng thở khi ngủ ở trẻ em nó có thể là từ 0,21 cho đến 4%. Và đặc biệt đối với trẻ em thì cái chỉ số ngưng thở giảm thở nó chỉ cần trên một lần là chúng ta có thể chẩn đoán cái ngưng thở khi ngủ, trong khi đó ở người lớn là 5 lần. Và do vậy chúng ta thấy dựa trên cơ sở đó thì chúng ta cũng có thể xác định được tần số ngưng thở khi ngủ ở trẻ em. Tuy nhiên ở trẻ em hoặc người lớn ngưng thở khi ngủ tại sao chúng ta quan tâm, thì vì có rất là nhiều cái bệnh đồng mắt, ví dụ như trong hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì có rất là nhiều bệnh. Thì thưa quý thầy cô và anh chị đồng nghiệp, thì chẳng qua cái bệnh ngưng thở khi ngủ bản thân nó đã nặng rồi, và nếu nó trên những cái bệnh đường hô hấp khác nó làm cho các bệnh khác khó kiểm soát, và do vậy thì chúng ta phải trong cái điều trị bệnh nhân phải đòi điều trị toàn diện thì chúng ta phải khảo sát thêm cái yếu tố này. Đó là cái ngưng thở khi ngủ. Về cái mức độ nặng của ngưng thở khi ngủ thì thật sự cái vấn đề về tim mạch thì chúng ta đã hiểu rõ rồi, và đặc biệt trong buổi chiều hôm nay thì sau phần báo cáo của chúng tôi thì có bài báo cáo của Phó Giáo sư Giáp là nói về cái nguy cơ tim mạch và ngưng thở khi ngủ, thì chúng tôi không đi sâu vấn đề này, nhưng mà ở Việt Nam có một cái chúng ta còn chưa quan tâm lắm, đó là tai nạn lao động và tai nạn giao thông. Và đặc biệt là tai nạn giao thông, và do vậy chúng ta cần phải lưu ý. Đối với ngưng thở khi ngủ trong bệnh hen thì cái tần suất thì cũng tương đối rất là cao, và có thể là ví dụ như là ở trẻ mẫu giáo và đi học thì có thể là tới 12 phần trăm trở lên. Đối với người trưởng thành thì chúng tôi có một cái nghiên cứu của nghiên cứu sinh đã được công bố, thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý thầy cô các anh chị sẽ thấy cái tần suất nó là bao nhiêu. Và như vậy đối với hen thì ngưng thở khi ngủ và hen thì trong cái cơ chế, thì trong cái phần mà trước khi đi vào chẩn đoán điều trị chúng tôi có hai cái slide nói về cái cơ chế thì tại sao hai cái bệnh này nó đồng mắc và nó vì có một số cái cơ chế tương tự nhau, và cái quan trọng nhất nó cũng có hiện tượng viêm ở đường dẫn khí. Mỗi cái viêm thì nó có một cái cơ chế khác nhau và điều làm cho cái bệnh viêm ở trong hen làm nặng thêm và nguy cơ mắc ngưng thở khi ngủ nhiều hơn. Bệnh nhân ngưng thở khi ngủ nếu có những cái yếu tố là về cơ địa di truyền thì có khả năng là xuất phát cái tình trạng hen nó
tỷ lệ nó sẽ cao hơn. Thì đó là cái mối quan hệ giữa hai bệnh. Và trong cái nghiên cứu đăng trên JAMA cách đây khoảng 4 năm, thì chúng ta thấy là người ta nói đã khẳng định là có mối quan hệ giữa hen và cái nguy cơ phát triển hình thành cái bệnh ngưng thở khi ngủ. Và đặc biệt qua cái kết quả nghiên cứu thì các tác giả đã kết luận là như vậy, cái nếu có ngưng thở khi ngủ và có hen, và đặc biệt là hen làm tăng nguy cơ ngưng thở khi ngủ. Và cái thứ hai là chúng ta cần phải khảo sát đánh giá cái tình trạng ngưng thở khi ngủ ở người bị hen, và hiện nay cái cơ chế của nó là đã khẳng định là có mối quan hệ trong cái tình trạng viêm trong hen làm nặng thêm cái ngưng thở khi ngủ. Và trong cái nghiên cứu này thì chúng ta thấy là rất là thú vị, là vì nếu mà có hen trong cái tiền sử, chúng ta thấy cái nguy cơ bị ngưng thở khi ngủ và buồn ngủ ban ngày nó tăng lên đây gấp 2.7 lần so với chỉ có ngưng thở khi ngủ mà không có buồn ngủ. Và đặc biệt cái thời gian mà bị bệnh hen thì nó cũng ảnh hưởng đến cái nguy cơ mà bị ngưng thở khi ngủ. Ví dụ trong cái nghiên cứu này ta có hai cái nhóm về thời gian, thứ nhất là 5 năm và 10 năm. Thì trong cái nhóm 5 năm và 10 năm chúng ta thấy là đây cái nguy cơ mà bị ngưng thở khi ngủ nó tăng lên, thậm chí mà nếu mà hen trên 10 năm thì nó tăng lên gần tới gấp 3,5 lần. Và do vậy có một cái điều chúng ta thấy rất là hay, như vậy hen và có tăng nguy cơ ngưng thở khi ngủ, thời gian bị hen và nó cũng ảnh hưởng tới cái tần suất mắc cái ngưng thở khi ngủ, thì cũng đã được khẳng định qua các cái nghiên cứu này. Đối với ở Việt Nam thì như thế nào? Thì tôi hiện nay có một nghiên cứu sinh đã chuẩn bị bảo vệ cấp cơ sở, cũng đã hoàn tất cái nghiên cứu. Cái nghiên cứu kết quả đăng trên tạp chí hen và dị ứng này thì là cái lúc mà cách đây, như vậy là cách đây cũng hơn 12 tháng, là cái kết quả ban đầu thì cho thấy rằng ở trên cái đối tượng ở trẻ bị hen từ 6 tới 12 tuổi làm được cái đa ký hô hấp thì cái tần suất hen là tương đối cao, là 65,9 ở trẻ. Và cái nghiên cứu này, cái kết quả mà công bố đây chỉ dừng lại là mô tả về cái đặc điểm của ngưng thở khi ngủ ở trẻ bị hen. Và có cái điều rất là thú vị là có sự tương quan giữa cái mức độ nặng của hen và ngưng thở khi ngủ và ngược lại. Thì trong các cái slide tiếp theo chúng tôi sẽ báo cáo. Và như vậy chúng ta thấy nếu mà ở trẻ bị hen, cái tần suất nó ngưng thở khi ngủ là rất là cao, gần tới là 66%. Và trong cái nghiên cứu này cũng xin thưa với quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp là sau khi mà có ngưng thở khi ngủ thì điều trị, thứ nhất cái nhóm có ngưng thở khi ngủ là dùng thêm cái kháng lực Cotrien cùng với ICS. Tại vì kháng lực Cotrien thì người ta đã thấy rồi, ở những trẻ mà bị ngưng thở khi ngủ nó có tăng cái biểu hiện về trong cái các cái xét nghiệm về hóa mô miễn dịch của cái thụ thể leukotriene ở cái vùng hầu họng. Do vậy mình điều trị bằng kháng leukotriene, như vậy nó làm giảm cái phù nề vùng hầu họng và như vậy nó làm giảm ngưng thở khi ngủ. Và đây cũng là một cái gọi là một cái kiểu hình hen ở trẻ mà để mà giúp chọn lựa về cái điều trị. Ví dụ như là ban đầu thì hiện nay theo khuyến cáo như là cô Lan đã báo cáo chiều trong buổi sáng hôm qua, chúng ta có cả corticoid hit chống viêm có thể là liều thấp, nhưng mà sau đó nếu không đáp ứng thì chúng ta sẽ cân nhắc có ngưng thở khi ngủ. Tại vì khi mà dùng corticoid liều trung bình liều cao làm tăng nguy cơ ngưng thở khi ngủ thì thuốc corticoid hit một phần nó có bị ảnh hưởng ở cái vùng hầu họng, nó lắng động ở đó và nó làm có thể nó làm thay đổi về cái cấu trúc ở đây, và do vậy nó làm có tăng cái nguy cơ ngưng thở khi ngủ. Do vậy thì lúc đó nếu chúng ta tăng liều corticoid thì chúng ta có thể chọn lựa là dùng thuốc kháng leukotriene. Thì đó là cái mục tiêu của cái luận văn nghiên cứu sinh của bạn Yến. Và trong cái nghiên cứu này thì kết quả cho thấy là ở đây nếu ở đây có 3 mức độ hen nhẹ, cách khoảng nhẹ và trung bình, thì hen nặng không có nằm trong cái nghiên cứu, không được là không phải là cái tiêu chuẩn chọn lựa bệnh. Và ở đây quý thầy cô các anh chị thấy là nếu màu vàng đó là ngưng thở khi ngủ nặng thì chúng ta thấy màu vàng tăng rất là cao ở trẻ bị hen mức độ trung bình. Và do vậy đây cũng là một cái cơ sở, nếu mà chúng ta muốn tầm soát ngưng thở khi ngủ ở trên bệnh nhân hen thì tốt nhất là nên bắt đầu từ cái nhóm mà có hen mức độ trung bình trở lên.
Và để mà tránh nhiều khi chúng ta đo thì máy móc không có, chi phí nó lại cao. Do vậy chúng ta tập trung vào cái nhóm mà có mức độ trung bình. Và đặc biệt nếu là nhóm hen không kiểm soát thì nó là càng tốt, càng có cơ sở theo khuyến cáo của GINA 2019 là chúng ta thấy phải tìm các bệnh đồng mắt để mà chúng ta kiểm soát tốt cái hen sau khi mà chúng ta đã có cái điều trị tối ưu. Và đặc biệt thì chúng ta thấy có cái điều ngược lại, nếu mà ngưng thở khi ngủ mức độ nặng thì tần suất hen mức độ trung bình cũng cao hơn. Ở đây là ở cái nhóm hen nặng và hen trung bình thì tần suất của cái ngưng thở khi ngủ là cao hơn so với cái nhóm nhẹ. Thì đây là cái điều có thể trong cái nghiên cứu mô tả là cái điều thú vị, là để mà nếu người có ngưng thở khi ngủ mà mức độ nặng thì có những triệu chứng ho khò khè nghi ngờ hen thì chúng ta có thể làm khảo sát thêm cái hen và ngược lại. Và đây là hai cái kết quả mô tả mà đáng chú ý nhất trong cái nghiên cứu này. Và đặc biệt như vậy đối với trẻ hen thì trước khi mà làm cái đa ký hô hấp thì chúng ta phải có những cái triệu chứng gợi ý. Thì thật sự đó là cái cơ bản về lâm sàng, thì chúng ta thấy cũng phải bắt đầu từ lâm sàng thì có những dấu hiệu gợi ý. Thì qua cái nghiên cứu này là 8 trên 85 trẻ và cái kết quả cuối cùng là 105 trẻ thì hiện nay đang được phân tích số liệu về cái đáp ứng với điều trị. Thì những trẻ có cái đặc điểm ví dụ như là ngáy nè, rối loạn về giấc ngủ hoặc là có cái khó thở khò khè nhiều khi ngủ. Và bên cạnh đó cái yếu tố nguy cơ mà nặng nhất đó là cái viêm mũi dị ứng. Tuy nhiên việc chẩn đoán viêm mũi dị ứng thì chúng ta ngoài dựa vào triệu chứng thì chúng ta phải làm thêm những cái test dị ứng khác. Do vậy ba cái dấu hiệu này về lâm sàng ở trẻ bị hen thì chúng ta cũng biết được trẻ này có nguy cơ. Và cái yếu tố nguy cơ nếu mà trẻ ngủ mà có ngáy thì chúng ta thấy tăng lên gần gấp 5 lần của cái bị cái ngưng thở khi ngủ. Và do vậy cái kết luận thì cái kết luận sơ bộ của nhóm nghiên cứu là như vậy đối với trẻ bị hen thì là có cái nguy cơ ngưng thở khi ngủ. Và đặc biệt nếu mà trẻ có những triệu chứng gợi ý ví dụ như là ngáy nè hoặc là thức giấc về đêm thì chúng ta cần phải tầm soát cái ngưng thở khi ngủ bằng các cái công cụ từ bảng câu hỏi cho đến các cái đa ký hô hấp hoặc đa ký giấc ngủ ở trong cái điều kiện của mình. Và cái phần thứ hai như vậy là chúng tôi xin nói thêm thì trong cái ngưng thở khi ngủ ở người bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì thật sự các thầy cô và quý vị đại biểu các anh chị chúng ta thấy đã có xuất hiện lâu rồi. Cái từ overlap đầu tiên nó là xuất không phải là hen với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là mới có overlap, là mới gần khoảng 5 năm 6 năm nay thôi. Cái từ đầu tiên mà dùng overlap trong cái bệnh lý hô hấp đó là ngưng thở khi ngủ ở người bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đó là cái thuật ngữ đầu tiên mà dùng cái overlap. Và sau này thì mới có trồng lấp giữa hen với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và do vậy về cái cơ chế bệnh sinh, bệnh học về ngưng thở khi ngủ ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, yếu tố thuận lợi, yếu tố nguy cơ vân vân thì các thầy cô các anh chị cũng đã biết rồi. Thì thứ nhất là cái chẳng qua là đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta thấy nó có cái thứ nhất là nó có tắc hẹp cái đường dẫn khí. Cái thứ hai nữa là về cái yếu tố về cơ học, và tăng cái ví dụ như nó giảm cái kháng lực của cái đường thở vào thì thở ra bíp nội sinh vân vân, những cái đó thì nó sẽ làm cho cái người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính làm có cái chuyện mà tắc nghẽn cái đường thở là nó cao hơn. Bên cạnh đó bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà trước đây thì hiện nay thì không có, chúng ta dùng corticoid nhiều quá nó cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ làm tăng cái ngưng thở khi ngủ. Và tuy nhiên cái tần suất của ngưng thở khi ngủ ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì theo báo cáo là khoảng chừng 24 đến 25 lần 25%, thật sự nó cũng không cao lắm so với cái ngưng thở khi ngủ ở hen. Hen thì nó có yếu tố nữa là viêm mũi dị ứng, do vậy nó có cái tình trạng là nó tắc nghẽn cái đường hô hấp trên. Và do vậy về cái cơ chế thì nó tương đối nó khác nhau, do vậy cái tần suất nó khác nhau. Thì trong cái nghiên cứu này thì có những cái đặc điểm như sau. Thứ nhất là đối với cái nhóm ở đây thì chúng tôi chỉ xin mô tả về cái chỉ số ngưng thở, giảm thở và cái tần suất. Như vậy đối với cái nhóm mà bị hen thì cái tần suất ở người trưởng thành bị ngưng thở khi ngủ là 35,5%, như vậy thấp hơn ở trẻ em. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì 36,4% thì cũng gần gần tương tự như hen. Tuy nhiên nếu mà bị cái trồng lấp thì đối với cái nhóm chẩn đoán trồng lấp thì chúng tôi dựa theo tiêu chuẩn của Tây Ban Nha có cập nhật thêm của ATS EIS và của GINA. Và đặc biệt là cái
chỉ số ngưng thở giảm thở thì ở mức độ trung bình là 15 tới 30 lần. Thì có những bệnh nhân nó nặng hơn, có những bệnh nhân là thấp hơn. Tuy nhiên, cái giá trị trung bình là khoảng ở mức là trung từ 15 cho tới 30 lần. Thì như vậy, cái tần suất ngưng thở khi ngủ ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta thấy cũng tương đối cao, và nếu có cái chồng lấp thì cái tần suất nó cao hơn. Và đặc biệt, nếu cái chỉ số ngưng thở giảm thở khi ngủ mà nó tăng lên, chúng ta thấy là trên 15 lần, thì đối với bệnh nhân có cái nguy cơ chồng lấp ở đây là so giữa với các nhóm với nhau, ở đây không có nhóm chứng, do vậy là cái nếu bên này cao thì bên kia kia thấp hơn, thì do vậy là nó sẽ có tăng gấp 3.4 lần cái nguy cơ ngưng thở khi ngủ so với người chỉ bị hen hoặc là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì như vậy, do vậy chúng ta thấy nếu mà chẩn đoán cái bệnh nhân là có cái chồng lấp, hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta cũng không kiểm soát được bệnh, thì chúng ta cũng có thể làm thêm cái đa ký giấc ngủ hoặc đa ký hô hấp. Về cái cơ chế chẩn đoán và điều trị thì trong tạp chí Journal of Clinical Sleep Medicine thì công bố cách đây khoảng chừng gần 10 năm, thì họ đưa ra 8 cái cơ chế trong cái ngưng thở khi ngủ và trong cái hen. Và đặc biệt thì chúng tôi quan tâm đó có những cái cơ chế mà phối hợp, ví dụ trào ngược dạ dày thực quản, viêm đường dẫn khí và cái viêm toàn thân. Cái trào ngược dạ dày thực quản nó có là cũng là một trong những cái yếu tố làm nặng lên cái hen, và cũng như là ngưng thở khi ngủ có thể làm gây trào ngược dạ dày thực quản. Và nó chính vì vậy đối với bệnh nhân mà ngưng thở, bệnh nhân sơ phổi phải làm đa ký giấc ngủ hay đa ký hô hấp là vậy. Tại vì cái trào ngược dạ dày thực quản, nếu cái axit đó vào trong cái đường dẫn khí ở trên, nếu ở chỉ có phế quản thì nó có thể làm nặng lên cái hen, hoặc là cái triệu chứng tương tự hen nhưng mà nó xuống ở dưới phổi, nó có thể làm nên sơ phổi. Do vậy chúng tôi và điều trị bệnh nhân, chẩn đoán điều trị bệnh nhân sơ phổi thì làm thường quy đa ký giấc ngủ. Có nhiều bệnh nhân hỏi tại sao đo đa ký giấc ngủ, thì thật sự nó cũng tốt. Thứ nhất, coi thử bệnh nhân sơ phổi nó có giảm oxy máu về đêm. Thứ hai, coi nguyên nhân nó là gì. Nếu nó là ngưng thở khi ngủ, đặc biệt là ở nữ, mà sơ hóa phổi là phải có nguyên nhân. Chỉ có sơ hóa phổi chỉ có ở nam 50% trên 50 tuổi hút thuốc lá, rồi còn một số cái yếu tố khác. Và do ở nữ là xem thì có cái việc mà bị trào ngược dạ dày thực quản, nó là cái yếu tố hay là cái nguyên nhân gây sơ hóa phổi, viêm mô kẽ phổi, thì lúc đó chúng ta có thể là giải quyết được. Và một cái nguyên nhân mà nó cũng phối hợp giữa cái ngưng thở khi ngủ và cái hen, và đặc biệt là cái rối loạn về chức năng tim mạch. Thì thật sự cái rối loạn chức năng tim mạch thì trong phần trình bày của Phó Giáo sư Giáp sẽ nói nhiều hơn, và cái này nó trội trong cái ngưng thở nhiều hơn là trong cái hen, và nó thông qua một số cái yếu tố stress oxy hóa, yếu tố mà tăng sinh mạch máu, rồi ở cái vùng mà đường dẫn khí, vân vân. Và do vậy về cái điều trị thì chúng ta thấy hiểu được cái cơ chế thì chúng ta chẩn đoán và điều trị nó dễ hơn. Thì về ở đây chúng ta có hai cái vòng, thì chúng ta thấy nếu là những cái yếu tố mà làm nặng thêm cái hen và bệnh phổi tắc nghẽn, xin lỗi, và cái ngưng thở khi ngủ, chúng ta có những yếu tố chung. Và ngược lại, hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại sao nó làm tăng tần suất và cái nguy cơ của ngưng thở khi ngủ, chúng ta thấy rồi. Hen thì có kèm theo viêm mũi dị ứng, rồi kể cả nó làm giảm cái khẩu kính của đường thở, rồi làm tăng thêm cái kháng lực đường dẫn khí. Và do vậy, theo cái khuyến cáo hiện nay thì tất cả các bệnh nhân mà có cái nguy cơ thì chúng ta cần phải làm đo đa ký giấc ngủ, đặc biệt là bệnh lý tim mạch, bệnh lý thần kinh cơ. Tuy nhiên, hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính chưa được khuyến cáo đưa vào trong những cái khuyến cáo, và do vậy trong thực hành của chúng ta thì chúng ta khi có triệu chứng thì chúng ta cần phải tầm soát với cái đa ký hô hấp hoặc đa ký giấc ngủ, là chúng ta thấy rất là triệu chứng rất là rõ. Và do vậy về phía hội chứng ngưng thở khi ngủ thì thật sự cái bản này thì chúng tôi là gửi cách đây cũng nhiều tuần, cái bản cập nhật thì chúng tôi có cái hình ảnh về cái điều trị, chỉ định điều trị và theo dõi. Tuy nhiên cũng cần 1 phút thì chúng tôi thấy cũng cũng rất tốt. Trong đó có điều trị tư thế, những cái hình ảnh về điều trị bằng cái banh tennis, và cũng như là có chỉ định, khuyến cáo chỉ định điều trị và theo dõi như thế nào theo cái khuyến cáo của chung của Viện Giấc Ngủ, Y học Giấc Ngủ của Mỹ. Và đối với điều trị về máy thở thì nếu hen có ngưng thở khi ngủ, sau khi kiểm soát hen tốt rồi mà vẫn có cái chỉ số AHI mà nặng thì chúng ta có thể dùng CPAP. Tuy nhiên, nếu bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là hội chứng chồng lấp thì chúng ta nên dùng chọn lựa phương thức thở, đó là thở BiPAP, rất là tốt cho bệnh nhân có cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
Và do vậy, thay cho cái lời kết luận thì chúng tôi có hai cái slide của ATS là khuyến cáo đối với bệnh nhân mà bị hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì phải lưu ý đó là xem thử bệnh nhân này có cái triệu chứng buồn ngủ hay ban ngày hay không. Và nếu có thì chúng ta phải hỏi bệnh nhân là như vậy, là những cái dấu hiệu làm cho bệnh nhân có thể là bị triệu chứng nó nặng hơn, hoặc là chúng ta thấy làm cho những bệnh nhân là phải thức giấc về đêm, hoặc là có cái là điều trị nó không đáp ứng, và giải thích cho bệnh nhân và cũng như giáo dục cho bệnh nhân nếu có triệu chứng này thì phải báo với người thầy thuốc để mà chúng ta có cái khảo sát. Và sau cùng, như vậy là hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có cái rối loạn giấc ngủ, đặc biệt là cái ngừng thở khi ngủ, và nếu có thì chúng ta cần phải tầm soát để kiểm soát hen cho nó tốt, và để cho những bệnh nhân này có cải thiện về cái chất lượng của cuộc sống. Và về phần trình bày của chúng tôi tới đây là hết. Xin cảm ơn cô Lan và quý thầy cô và các quý vị đại biểu, và đặc biệt những cái phần mà chuyên sâu nữa về ngưng thở khi ngủ thì trong tháng 11 chúng tôi có tổ chức cái hội nghị giấc ngủ châu Á và ASEAN ở tại Đà Lạt, thì sẽ kính mời, trân trọng kính mời cô Lan, thầy Giáp, thầy Bảo cùng các thầy cô chuyên ngành tham dự. Xin trân trọng cảm ơn.